Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chắp cánh ước mơ. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo và VNPT Bình Phước thực hiện. Thưa quý vị và quý nhà hảo tâm, đã đến những ngày cuối cùng của tuổi học trò, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức vì sắp chạm đến cánh cửa đại học, thì em Trần Thị Xuân Ngọc, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Hớn Quản, lại lầm lũi với cánh nặng lo toan mà không biết bày tỏ cùng ai. Cơm có hôm chỉ ăn với một chén muối ớt, một buổi đến lớp, còn một buổi phải cạo vỏ hạt điều. Những giọt nước mắt tủi phận của cô học trò chăm ngoan, học giỏi cứ trực trào khi nghĩ về ngành ngôn ngữ Anh. Ước mơ có chăng chỉ là mơ ước, khó trở thành hiện thực. Còn sắp đi học đại học thì sẽ đối mặt với khoản học phí, tiền sinh hoạt, tiền nhà trọ. Rồi anh hai cũng chưa ra trường, thì cũng có học phí của anh hai. Hai đứa nhỏ thì bây giờ lên cấp 1 hết rồi, tiền học phí nó cũng cao hơn hồi trước. Mẹ đi làm thì công việc lúc có lúc không, không có thu nhập ổn định. Thì lúc đó cái tiền trang trải cuộc sống nó sẽ không có đủ. Tiền đi làm thì cũng không được nhiều, mà trong khi đó chi phí cả bốn anh em đi học, tiền điện, tiền nước, ăn uống rồi tất cả mọi thứ rất là lớn. Giờ cũng không biết xoay ở đâu hết. Anh hai thì vẫn còn đi học, chưa ra trường được, cũng chưa có công việc, cũng không thể nuôi được. Mẹ thì hết đồng lương, ít ỏi quá, cũng không đủ để trang trải cái chi phí đi học. Con rất là buồn. Con nghĩ là nếu mà bây giờ mình không đi học tiếp thì mai mốt mình sẽ làm gì để trang trải cho cuộc sống và làm gì để giúp lại mẹ. Trong khi đó thì cái khoản nợ nó rất là lớn, một mình mẹ không thể nào trả được. Mà giờ không được đi học tiếp thì mai mốt cũng chỉ sẽ làm công nhân. Mà đời con đời cháu sau này thì cũng sẽ làm công nhân mãi mãi như vậy. Thì cái cuộc sống nó sẽ không thoát ra khỏi được cái sự nghèo. Và cái món nợ thì nó vẫn còn chồng chất theo từng ngày. Câu chuyện về gia cảnh, về ước mơ đại học của cô học trò đã bao lần phải nghẹn lại giữa nước mắt lưng tròng. Mới đây thôi, thầy cô trong trường, bà con hàng xóm còn rất vui mừng vì biết cô học trò 12 năm đạt học sinh giỏi này đã đăng ký nguyện vọng ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đó có thể là tấm vé để em thực hiện hoài bão, trở thành một giáo viên hoặc thông dịch viên. Ai cũng nghĩ, tương lai của cô học trò nghèo rồi sẽ khác khi em bước vào giảng đường đại học. Ngặt nỗi, xui rủi lại liên tục bủa vây từ cách đây 4 năm về trước. Sau đợt dịch heo tai xanh khiến gia đình em Ngọc bị phá sản, phải bán hết nhà cửa ngoài phố để trả nợ. Số tiền còn lại mua được hơn sào đất cằn cỗi ở cuối ấp Trung Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản. Bạn bè cùng lớp ngày xưa của mẹ cho được con bò làm sinh kế. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì ba em lại bị tai nạn giao thông, nằm liệt giường mấy năm trời rồi mất, khiến gia đình thuộc diện hộ nghèo và từ năm 2021 là hộ cận nghèo của xã. Hoàn cảnh của nhà chị Phương này phải nói rất là khổ. Trong mấy đứa con của chị Phương là phải nói rất là hiếu học, rất là ham học. Phải nói rằng là mặc dù là ăn cơm với muối thôi, nhưng mà cái động lực của các em là phải nói cái thành tích học tập rất là tốt. Chị Phương là làm người mẹ, thì nhiều lúc chị cũng khắc với tôi là chị không đủ khả năng để lo cho con chị học đến nơi. Nhưng mà cầm cự đến ngày hôm nay thì các cháu thì cũng học. Đến bây giờ thì phải nói là cả một rất khó khăn, mà đến đây mà cháu vào đại học á, thì càng khó khăn hơn nữa. Để có thể vừa trang trải nợ nần, vừa cầm cự cho bốn đứa con tiếp tục đến trường, người mẹ nghèo Văn Thị Xuân Phương phải vất vả mưu sinh gấp đôi, gấp ba người phụ nữ khác. Nếu như ban ngày chị chịu khó tăng ca, tăng giờ làm thuê ở xưởng gỗ, thì đêm đến, mẹ con chị lại thay nhau cạo hạt điều đến 2-3 giờ sáng. Cơ cực
mà thu nhập mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 4 đến 5 triệu đồng. Thương mẹ vất vả lo toan, anh trai của Ngọc hiện đang học Đại học Bình Dương năm thứ 3. Sau mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết đều ở lại trường tìm việc làm thêm, tự trang trải một phần kinh phí học tập. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên anh của Ngọc cũng không có việc làm thêm. Vốn vay sinh viên cũng chưa đủ cho khoản đóng học phí đầu năm học. Vậy nên, kỳ thi tốt nghiệp của Xuân Ngọc đến gần. Cũng là bao đêm dài, chị Phương thổn thức, lo âu đến mất ngủ. Cùng đường quá rồi, cái thằng lớn thì đang học, còn bé thì nó đang học nửa chừng mà mình cảm thấy mình kham không nổi, mình cảm thấy mình lo không nổi. Cho nên là với lại cái áp lực về cái tiền nữa, cái nói thôi thì khuyên cho bé nó nghỉ học để phụ mình lo cho thằng lớn rồi lo cho hai đứa nhỏ. Nhưng mà nó không chịu, nó nói thôi mẹ ráng, mẹ cố gắng đi, rồi mẹ cho con học đi, rồi hả sau này con ra trường xong con làm, con có đi làm phụ tiền mẹ trả nợ, chứ giờ mẹ đừng có bắt con nghỉ. Cái là thôi thấy con vậy thôi mình cố gắng mà cho nó học. Lại xin với nhà trường á, xin nhà trường, rồi thầy Thuận thầy cũng thương, thì cho bổng này kia rồi đóng tiền học cho nó, rồi nói chung thì cũng vượt qua được những cái năm cấp 3. Nói chung mình cũng cố gắng, nói thì học được năm nào thì hay năm đó, nhưng mà vô đại học thì không thể nói cái tiếng học năm nào hay năm đó được rồi, là phải cố gắng nhưng mà không thể cố gắng nổi. Tại còn cái thằng lớn đi học thì còn một năm nữa mới ra, mà cùng một lúc mà nuôi hai đứa thì không thể nào nuôi nổi. Mình đi làm lương thì nói chung khoảng 3-4 triệu, nó nhiều lắm, tháng nào mà đạt lắm thì khoảng 4 triệu rưỡi, thì không thể nào mà trang trải đủ cho con để đi học hết. Giữa gánh nặng mưu sinh triệu đôi vai của mẹ, đã có lúc cô học trò nghèo muốn buông xuôi ước mơ đại học. Xong, em tiếc lắm, 12 năm tự rèn, tự lập, tự sinh hoạt, ăn uống cho đến việc học. Em tranh thủ tối đa thời gian học trên lớp. Chiều về, em giúp mẹ làm các công việc nhà, thoăn thoắt bóc vỏ lụa hạt điều đến khuya, làm đến dị ứng mặt mày. Vậy mà, ước mơ vào đại học vẫn xa tầm với. Từ nhỏ là con rất thích ngôn ngữ Anh, con rất thích tiếng Anh. Với lại là con cảm thấy tiếng Anh là một cái điều kiện để con có thể thành công, có thể kiếm được những công việc để trang trải cuộc sống và giúp đỡ lại mẹ. Có lẽ nó mà không có sự giúp đỡ của các học bổng hoặc là nhà trường kêu gọi thì có lẽ sẽ con ngừng một thời gian. Rồi sau đó khi mà đủ điều kiện rồi thì sẽ tiếp tục ước mơ. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi khảo sát hoàn cảnh cần trợ giúp của em Trần Thị Xuân Ngọc, giữa vô vàn những khó khăn bởi diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, song với quyết tâm không để nhân vật phải nghỉ học giữa chừng, không bỏ mặc trò nghèo trước cánh cửa đại học, ban tổ chức chương trình đã nhanh chóng kết nối với Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo và nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước, cùng các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm gần xa để tổ chức lễ trao học bổng chắp cánh ước mơ, ấm áp và trọn vẹn tình cảm yêu thương. Đón đoàn chắp cánh ước mơ đến trao học bổng, em Trần Thị Xuân Ngọc và các thành viên của gia đình em cứ ngỡ như một giấc mơ về lòng nhân ái giữa đời thường. Thương cô học trò nghèo, gia cảnh thiếu thốn, lãnh đạo chính quyền cùng đại diện các ban ngành đoàn thể xã Thanh An và thầy cô trường Trung học phổ thông Trần Phú đã sớm kê sẵn những bộ bàn ghế giúp các thành viên trong đoàn có được chỗ ngồi ổn định sau một chặng đường di chuyển khá xa để đến được gia đình em Ngọc. Buổi kết nối trao học bổng kỳ 71 vì thế cũng diễn ra thật nhanh gọn. Do phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 nên các thành viên tham gia lễ kết nối rất hạn chế. Hầu hết các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện thực hiện phương châm không đi vẫn gửi tiền trợ giúp. Xúc động hơn là nhiều đơn vị tài trợ, đồng tài trợ dù đang phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn nỗ lực linh hoạt kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp để có được những số tiền ấn tượng mang đến chia sẻ với hy vọng giúp Ngọc viết tiếp ước mơ của mình. Tham dự buổi
trao học bổng Chắp Cánh Ước Mơ. Thì mình thấy chương trình này rất có ý nghĩa đối với những em mà có hoàn cảnh khó khăn. Và mình mong cái chương trình này còn ngày còn phát triển vững mạnh. Về phía Tiệc Việt Kinh Băng thì cũng luôn đồng hành với chương trình này để tạo những điều kiện cũng như hỗ trợ mấy em nó thực hiện tốt những ước mơ để giúp cho cuộc sống của mấy em còn ngày còn tốt hơn. Khi mà thấy được cái ước mơ của em nó cao như vậy đó, thì em cũng rất là vui khi mà mình cũng góp một phần nhỏ để cho em thực hiện được cái ước mơ của mình. Trong mùa Covid thì tụi em thì tham gia rất là nhiều chương trình, cho nên khi mà mình vận động thì rất là khó khăn. Như cái chương trình này thì bên em là có bán thêm rau câu, trà sữa để mà mình bổ sung vô cái nguồn kinh phí để mình trao cho nó xứng đáng. Đã có kinh nghiệm đồng hành cùng chương trình Chắp Cánh Ước Mơ, nên lần này tuy vào giữa mùa hè và phải ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng ban giám hiệu và thầy cô trường Trung học phổ thông Trần Phú đã vận động trên hệ thống mạng nội bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh để có được số tiền 25 triệu đồng tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trường Trần Phú thì có rất nhiều cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em có nguy cơ bị bỏ học nếu không đủ cái điều kiện tài chính hỗ trợ. Như vậy là nhà trường đã quan tâm và tìm hiểu chương trình Chắp Cánh Ước Mơ thì nắm cơ bản về những tiêu chí của chương trình. Hôm nay thì thực sự đại diện thay mặt cho nhà trường thì rất cảm ơn ban tổ chức đã làm thành công cái chương trình cho em Ngọc lớp 12-1. Từ những nỗ lực, từng đơn vị, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện đã mang đến một kết quả thật ấn tượng. Tại buổi lễ, em Trần Thị Xuân Ngọc đã đón nhận tổng số tiền là 150 triệu 700 ngàn đồng và một dàn máy vi tính. Ngay sau đó, nhóm gia đình An Lạc ở huyện Hớn Quản đã vận động và gửi về chương trình thêm 2 triệu đồng. Ngay sau buổi lễ, toàn bộ số tiền 152 triệu 700 ngàn đồng đã được ban tổ chức chương trình gửi thành sổ tiết kiệm để em Ngọc chi dùng trong suốt những năm học tiếp theo. Dạ, con rất là bất ngờ với số tiền mà hôm nay con nhận được từ chương trình. Con rất là biết ơn các mạnh thường quân cũng như là các cô chú trong chương trình đã giúp đỡ để con có một cái nguồn vốn con đi học đại học, con thực hiện ước mơ của con. Con hứa là con sẽ học tập thật là tốt để sau này thành công và quay trở lại cùng với cô chú giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như con bây giờ. Rất là mừng, rất là hạnh phúc khi được sự giúp đỡ của tất cả mọi người, tất cả mạnh thường quân và các cơ quan nhà nước đã giúp đỡ cho hai đứa con em được cơ hội bước vào đại học. Em động viên con phải cố gắng hết sức để không phụ lòng sự quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người đã dành cho cháu. Phép nhiệm màu đã đến từ những tấm lòng nhân ái và trở thành sức mạnh thắp sáng niềm tin yêu, khát vọng cho Xuân Ngọc hôm nay và cho nhiều em học sinh nghèo khó khác đang còn ở đâu đó trên hành trình đến trường. Chương trình truyền hình Chắp Cánh Ước Mơ cũng vì lẽ đó mà ngày càng tạo sức lan tỏa giá trị, lòng nhân ái kết nối cộng đồng nhằm trợ giúp trực tiếp, hiệu quả cho nguồn nhân tài, góp phần xây dựng quê hương, đất nước mai sau. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình Chắp Cánh Ước Mơ xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước, đơn vị đồng tài trợ Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh Bình Phước và tất cả các nhà hảo tâm trên mỗi hành trình kết nối trao học bổng. Để nắm thêm thông tin về các em học sinh cần trợ giúp thông qua chương trình, mời quý vị và các bạn truy cập vào địa chỉ www.bptv.vn hoặc liên hệ trực tiếp chương trình Chắp Cánh Ước Mơ, phòng bạn đọc tư liệu công tác xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Điện thoại 0911 212126, biên tập viên Thu Hiền.